Sáng nay, huyện Tam Nông đã tổ chức đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu thắp hương lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương huyện Tam Nông đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tiếp đó, lãnh đạo huyện Tam Nông đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 3 thương binh mất sức lao động, một nạn nhân chất độc hóa học và một gia đình thân nhân liệt sĩ. Tại các gia đình, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước tại địa phương.